Tiễn nhân viên cò, không phải bậy. Có chứ. Có. Chân dài. Càng dài càng tốt. Đặc biệt chân không có hoa. Không có. Mệt. Công nhận chưa có ai mà lên chức nhanh như tôi. Ngày xưa ông cũng tuyển tôi chân dài đó chứ. Mà chân dài này hình như chỉ có biết đạp ga để lái xe sao. Cuộc đời mình công nhận lên hương nhanh thiệt. Cái công ty gì có hai người thôi. Ông giám đốc tôi lái xe kim luôn. Phó giám đốc kim luôn. Tổ chức kim hết luôn. Lãnh lương có một đầu thôi. Hay thiệt. Công nhận số mình xui hơn thì chưa biết. Mà thấy lên vậy là thấy vui rồi. Mà chưa thấy con trai giám đốc nào mà trùm như cha nội này. Nói thiệt. Để ăn riết ổng rút tôi hết thịt. Tới con còn xương không. Còn ổng nhiêu ổng dồn vô cái bụng ổng hết. Bị giá trời có bữa nào đi. Nó trương lên như bụng con cóc đi. Bà nội cha nó lúc đó kêu tao chở xe đi bệnh viện á. Tao chở tao lủi mẹ vô đâu đó ha. Bữa nay tiễn chân dài. Chân tôi cũng dài mà không sử dụng được. Bây giờ tiễn nữ chân dài. Không lẽ ổng đuổi việc mình sao ta. Bây giờ mấy con nữ lái xe cũng ác chiến lắm đó. Giá trời đừng phải như vậy nha. Chết chết chết. Bản này ghi càng hận. Ngồi vô. Sao? Dạ chào ông chủ. Ừ. Nãy giờ làm gì rồi? Dạ ghi cái bản. Trời ơi nguyên một công sức ghi cái bản quá đẹp. Ông chủ có duyên lắm mới mướn được em á. Em nói thiệt nha. Đó với trình độ cao học của em lớp 3 em viết vậy thôi. Hết viết được nữa. Tốt. Nãy giờ ngồi đây nói gì đó? Dạ đâu nói gì đâu. Tâm sự riêng. Tâm sự riêng mình thôi. Tâm sự là tôi nghe hình như là nói là ai ăn hết rồi để cho anh ốm nhôm nhách đó phải không? Dạ đâu có. Ai nói câu đó ác thiệt á. Có hai người mà nó đồn nhanh thiệt. Tôi nói ông chủ đó. Ăn thì ăn nhưng mà ông chủ vẫn tích đức để cho con ốm nhưng con có đức. Đó nói chung là vậy. Anh hay thiệt đó. Dạ. Hèn gì khách hàng tới đây á. Ai cũng kêu anh là Đại á. Dạ tên con tên Đại mà. Đại bác á. Dạ. Thì lâu lâu nã vài cú vậy thôi. Giỏi lắm. Ừ, anh coi chừng đó nha. Nhiều khi á không phải là làm việc dở bị đuổi đâu mà là nói xấu người ta sẽ bị đuổi đó. Trời ơi cái đó cái tính nói xấu ông chủ yên tâm đi. Ê, còn đâu có nói với ai đâu xấu. Ở trong này có hai người mà ông chủ ở trong phòng con ở đây mình. Đâu phải cái đó gọi người ta từ nói xấu. Mặc dù con học lớp 3 nhưng con vẫn biết cái từ đó người ta nói là nói lén chứ không phải nói xấu. Anh giỏi quá. Nói lén một mình chưa đủ cho tôi nghe xong rồi nói cho người khác nghe nữa. Không có đâu. Thôi dẹp qua cái đó đi. À, có ai tới để mà ghi tên chưa? À, dạ ghi cái bản này rồi. Hình như là cũng có người đăng ký rồi. Nhưng mà lát nữa mới tiễn vô mà cũng hỏi ông chủ ha. Sao ở trong chỗ mình đâu có cái việc gì làm đâu mà cần chân dài chi vậy? Đó là chuyện của tôi. Anh chỉ biết làm ghi cái bản rồi để chờ người ta tới để ghi tên thôi, nghe chưa? Bí mật. Có gì đâu bí mật. Trong cuộc đời mình không có gì bí mật hết. Giờ ông chủ kể cho con nghe đi. Rồi con tuyển. Con tuyển à. Lúc đó phải ông chủ nhờ con tuyển không? Con tuyển con phải nhìn sắc mặt của nó để con nắm bắt được tâm lý. Con gái nó kinh khủng lắm. Tâm lý nó lúc này lúc khác làm sao ông chủ theo được. Chỉ có con thôi. Kinh nghiệm. Đó, con nắm bắt được tâm lý nó. Con quất nó ngã xuống. Đó là lúc đó ông chủ tha hồ lựa. Vậy thôi. Giỏi quá. Thiệt tâm sự nghe. À, tôi nói cho anh nghe. Anh nhìn tôi vậy gì phải không? Dạ. Biết tôi có tiền cái gì? Chắc chắn trời ông chủ không có tiền ai có tiền. Nhưng mà
tôi cũng đang kiếm con để cho nó xài bớt tiền tôi đi. Kiếm con để xài bớt tiền hả? Ừ. Sợ mình xài không hết hả? Ừ. Trời ơi, tưởng gì chứ kiếm con gì ở cái gì đâu. Sao? Trời ơi, kiếm con rồi thì giờ kiếm nhiều vợ rồi thì nhiều con thì tha hồ cho nó xài vậy thôi. Thôi, đừng có xúi bậy. Tôi lấy quá nhiều vợ rồi, tốn tiền là cưới cô dâu quá rồi mà giờ này vẫn chưa có đứa con nào hết trơn á. Lẽ ông bà mình nói đúng sao ta, tốt mã nó hay bị rã đám lắm nè. Trời đất ơi. Nhưng mà ông chủ vậy là sướng rồi, có nhiều vợ là sướng rồi. Còn như con nè, con mới khổ, hoàn cảnh con đau khổ hơn ông chủ nhiều. Sao? Không có con vợ nào mà con một đống. Ủa? Sao lạ vậy kìa? Anh không vợ mà anh có con một đống. Ai biết, hên xui. Ai đẻ cho anh? Số con xui. Quen con nào bữa trước bữa sau, 9 tháng sau nó bồng nó thả một cái cạch trước nhà, nó bỏ đi không lời từ giả. Ta còn bồ 4 đứa con đó, có con đẻ sinh đôi nữa. Trời đất ơi. Đó giờ nói chung là gà trống nuôi con. Hoàn cảnh khổ lắm. Ôi, thấy hoàn cảnh của anh vậy mà thấy tôi tủi hoàn cảnh của tôi quá. Coi đầu tuổi. Anh biết sao không? Tâm sự cho nghe nhưng mà đừng có kể lại cho ai biết nghe không? Không có kể đâu. Trời ơi, có ai đâu kể. Cùng lắm con kể cho gia đình con với 4 đứa con nghe thôi chứ ai kể đâu vậy. Vậy, cứ không kể thì tôi mới tâm sự. Yên tâm đi. Nói nghe nè. Anh thấy tôi nhiều vợ gì phải không? Dạ. Mà ngày nào về mấy bà cũng cằn nhằn. Có nhiều khi còn nói nặng tôi nữa. Chửi tôi đó. Tôi buồn lắm. Có gì đâu buồn. Ví dụ vợ mình chửi mình thì mình phải về mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ tại sao mình ăn ở sao người ta mới chửi trong bản mặt mình, hiểu không? Không phải cái vấn đề đó. Cái bà chỉ cằn nhằn tôi nói là thấy tướng tôi vậy đó, giống như là tướng tôi tốt mã mà gà như gà không biết gái vậy đó. Ờ, cũng tùy con gà ha. Nhiều khi mình ra chợ mình không để ý, chứ để ý kỹ ngang. Mấy con gà trống mà chưa thiến á ngang, cái mồng nó đỏ chét à. Mấy con thiến là cái mồng nó cùi cùi kỳ lắm. Trời đất ơi, tôi giận anh sao? Trời, nó nhỏ nhỏ cái. Ở đây đâu nó có tâm ai sự, đâu nghe. Nói tùm lum người ta nghe sao? Không có ai. Được, thôi được rồi. Dạ. Bây giờ lo cái vụ này, nghe chưa? Nè, tuyển nghi chân dài. Dạ, dạ. Nhớ, mặt mũi không quan trọng, miễn là chân dài. Nghe chưa? Trời ơi, tưởng đâu làm gì vậy? Tuyển mặt mũi cho tìm mặt mũi không quan trọng, chân dài ở ngoài kia nó một đống. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi vô trong. Dạ. Nhớ, khi nào mà tuyển xong, phỏng vấn xong, kêu tôi ra. Nhưng mà trước khi đó, phải dặn mấy cổ, thay đồ càng ngắn càng tốt. Nghe chưa? Ủa chi vậy? Trời đất ơi, có như vậy mình mới biết được chân dài thật hay là giả. Rủi ăn gian mang guốc hai ba tấc sao? Có vậy không cũng hỏi nữa. Đại bác gì đâu kỳ quá. Ở đó đi, tôi vô thay đồ nha. Dạ dạ. Xong xuôi kêu tôi ra. Yên tâm, giao chuyện này cho con là chắc chắn nó phải dài thôi. Ừ. Mệt thiệt. Giờ tự nhiên đảm nhiệm luôn cái chức tuyển nhân viên chân dài. Hồ sơ đây. Tìm thêm chân dài đặng đẻ con gì. Tướng ông mập ú rồi, giờ ông có tìm chân ngắn cũng không có đẻ được đâu ông ơi. Người ta tìm chân ngắn ha, mông sệ nó mới con nhiều. Đi tìm chân dài. Ok, công chuyện mình làm để mình lĩnh lương thôi mà. Cứ làm tốt việc lãnh lương là được rồi. Giờ này cũng chưa thấy ai tới dự tuyển hết. Thôi ngồi không. Vậy thôi, chừng nào có người tới tuyển thì mình làm việc. Chào anh, những gì anh cần em xin gửi trọn cho anh đó. Cần gì vậy? Dáng em đẹp, vai gầy và chân thon. Đo chưa? Đo chân chưa? Chân này giỏi chừng 8 tấc cho mấy. Cùi cùi vậy thon đâu. Ủa, hôm qua anh nói chân em dài mà. Ê bậy 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 nha. Bữa nay tôi mới gặp cô làm gì có cái chuyện hôm qua. Đúng là cái đồ đàn ông mấy người á, nói rồi là nuốt lời à. Tôi tưởng đâu á là anh bình thường như mấy người khác thôi, ai về đâu anh đúng là cái đồ đại bác. Ê, cái đại bác đó là nhiều người nói lắm nha, nhưng mà nhiều người đó tại người ta quen với tôi, người ta nói tôi được nha. Cô đừng có dùng cái chữ đại bác nha, tôi lấy đại liên nã cô đó. Vừa phải thôi, tôi với cô quen biết cái gì, tự nhiên cô vô cô nói này nói nọ, quen cô nào. Ê trời ơi, nói chuyện nãy giờ anh không biết em là ai hả? Ai biết ai là ai trời. Thôi đừng vô nhận bà con, không thích đâu. Mình làm việc trên phương diện là công bằng. Cô chân dài, tôi lựa. Cô chân ngắn, xin mời.
đi ra vậy thôi. Ủa, em trang điểm em làm gì anh không nhận ra em thiệt hả? Có biết đâu mà nhận ra thì trời ơi sáng sớm mà sao kỳ vậy. Để em nhắc cho anh nhớ nha. Hôm qua đó em đang đi ngoài đường đó, cái anh kêu em vô trong quán đó, cái anh bỏ đi, cái em đi theo anh đó, anh nhớ chưa? Ê mặc dù tôi đẹp trai thiệt nhưng không có cái vụ đó đâu nha. Tôi nói thiệt cái cô đừng nói vậy, người ta nghe được á, người ta nói tôi này nọ. Tôi kêu cô vô trong quán rồi nào. Trời ơi sao anh mau quên quá vậy? Cô nhớ cái gì đâu mà quên. Thôi vậy đi ha, để em nhắc tiếp cho anh nhớ nè. Em hôm qua đó, ở ngoài đường đó, em đang bán bún riêu, cái anh kêu em vô quán bán cho anh 2 tô, anh nhớ chưa? À, thì ra là bún riêu đó ha. Ý, bún riêu hả? Anh nhớ em rồi hả? Trời ơi, sao đẹp hú hồn vậy trời? Em không? Đẹp. Hôm qua có ăn 2 tô luôn á. Dạ. Là sao bữa bữa nay là đẹp dữ hả? Nói tới vụ bún riêu, đừng nhắc 2 tô hôm qua nha. Tại mình công việc mình gấp quá, giám đốc kêu phó giám đốc đi gấp, thành thử ra mình quên trả tiền. Không, em tới đây đâu phải đòi tiền bún riêu của anh đâu. Anh nghĩ sao vậy? Anh có 2 tô bún riêu thôi à, chẳng lẽ em vác cái thân ngà ngọc của em tới đây để đòi anh sao? 2 tô đó coi như là em mời anh. Làm ăn phải có nghĩa khí chứ, đúng không anh? Cảm ơn em. Để anh coi hồ sơ xong là anh làm việc với em liền. Em biết không? À, tại nhiều khi rối trí quá, tại nguyên cái công ty to này có một mình anh điều khiển thôi. Đó, thành thử ra là anh không có nhớ ai hết. Đây bây giờ để anh gạch cái tên em này. Anh cứ coi thoải mái đi. Rồi. Bây giờ đây. Nhưng mà không có ghi tên là em bún riêu được. Em đẹp, em tên đẹp. Đẹp hả? Dạ. Tên đẹp. Anh nhìn em đẹp là anh cứ ghi đẹp. À, hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ghi đẹp được. Dạ. Kể em sao đâu. Đẹp. À rồi. Vậy đi. À bây giờ nói chung á là nể tình 2 tô bún. À, trước tiên là nể tình 2 tô bún. Bởi vì em sống rất có nghĩa khí. Dạ. Người ta ăn người ta chạy mà em không có kêu người khác chạy theo quánh là em là có nghĩa khí rồi. À, thôi bây giờ vậy. Em vô trong phòng. Em vô trong phòng ở trong kia kìa. Dạ. À, có cái bộ nào mà đẹp mà ngắn thiệt là ngắn. Em cứ bận vô đi. Ủa, mặc đồ ngắn nữa hả anh? Phải ngắn chứ. Phải ngắn mới coi được cái chân dài. Ừ, không sao. Trời ơi, giống thi hoa hậu của anh ha. Giống y hệt. Kệ, em mặc đồ ngắn, em rất là tự tin. Bởi vì dáng em đẹp, vai gầy và chân thon. Ê, vô đường này. Thon quá. Không phải cái chân em thon đâu, người em cũng thon luôn. Điện nước thành phố hơi yếu. Nhưng mà không sao, lựa chân chứ đâu có lựa mặt với lựa người. Rồi, được một em đẹp. Em đẹp. Cao sáng xin, cao đi sáng xin. Công nhận mình giết con chút xíu này, tài tử Hồng Kông nó biết nó qua luôn á. Tài tử Hồng Kông qua hả? Vô đây làm gì? Em vô đây xin việc làm, anh giúp em là em mang ơn anh lắm. Thấy anh dễ thương vô cùng. Bà xin việc làm mà tôi tưởng bà vô bà đi hát. Em vô đây xin việc làm, anh giúp em là em mang ơn anh lắm. Đứng lên. Đừng thấy đẹp trai thì dựa. Hả? Bây giờ ghi tên nè. Tên gì? Anh hỏi tên em hả? Chúng hỏi tên má tôi. Tên gì? Em xinh tươi như bông như hoa, cho anh đây ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức ngóng trông. Tôi hỏi bà tên gì để tôi ghi vô đây nè. Tự nhiên bà đọc rap làm chi vậy bà nội? Em muốn tên vui thôi hả? Có vui không? Gương mặt đẹp có vui không? Em thấy anh vui rồi kìa. Thôi. Tên gì? Em tên là Mỹ. Mỹ. Mỹ nói đại Mỹ cho rồi đi. Em bơm bơm như hoa, bơm như hoa. Nhưng mà nói chung là em mặc đồ cũng sốc thiệt. Sốc không anh? Đó, mặc đồ sốc. Có gì đâu anh. Người ta nói là sườn xăm xẻ, sớm mà sang. Sớm mà sang á. Cũng hay á. À, ta biết điều kiện dự thi ở đây chưa? Dạ biết chứ anh.
ở đây là tạo như là công việc tầm cao nè, có tiếp xúc tạo điều kiện rồi cho gì ưu tiên cho những người có chân dài phải không anh? Đúng rồi. Có đỏ anh thấy chân em dài không anh? Quan trọng là chân dài, bây giờ anh phải đo mới biết được. Trời, anh đo đi, anh lấy thước ra đo đi anh. Đâu có cần thước. Chứ anh đo bằng gì? Đo bằng tay. Chưa kịp mua thước. Anh, em nói anh nghe nè, trước khi anh đo đó, em tặng em cạc visit đây nè. Công nhận nha, con này đó, nó chưa kết ông chủ rồi, nó kết tôi trước luôn á. Nghe tôi đo bằng tay nó kết, nó cho cạc visit. Em cho cạc visit hẹn hò anh đó phải không? Anh biết, anh biết. Chứ cho cạc visit là cạc visit của em nè, phải không? Nó phải của em. Chứ của ai đây? Của nha sĩ đó anh. Sao tự nhiên đưa cạc visit nha sĩ chi ta? Em phòng hờ thôi à. Em nói cho anh nghe nè, hồi đó đó em có học học võ karate đó anh. Em chỉ học sơ sơ thôi à. Trời ơi em biết, em mới có đai đen thôi à, mệt lắm anh ơi. Sao anh không đo đi, em nói mình cứ nghe không à? Không, anh muốn nghe, tại tính anh không có nhiều chuyện mà thích hóng hớt vậy đó. Ơ qua, trời em nói cho anh nghe nữa. Trời hồi đó em kể cho nghe sẵn mà, anh chuẩn bị á. Hồi đó có cái ông mà mai sườn xám cho anh có biết không? Ông mai sườn xám cho em nè, ổng cũng đo bằng tay giống như anh vậy đó. Trời em kể anh vui lắm anh, ổng mới vừa đặt cái gang tay vô cái chân em thôi. Em nhộn em chịu không nổi, ổng đá cái tặc một cái. Trời ơi, một hồi nhìn lại cái hàm răng trên không còn cái nào hết á. Đi đưa phòng hờ nhiêu đó đó ha. Dạ. Cảm ơn. Con để răng con nhai má ơi. Con nghĩ sao hả? Có con gái dáng đồ đẹp đẽ mà sao hơi bị giả mang rợ. Giả mang lắm hả? Quá trời ơi, làm quá. Thôi làm kiểu đó ai dám đo. Thôi tôi nói cho nghe nè. Thôi dẹp dẹp đi, khỏi cần. Đi tự nhiên cái đưa cái cặp visit nha sĩ. Nghĩ sao hả? Bộ ở đẳng rẻ lắm ha, sao đưa? Anh ơi, em hỏi anh nè, công việc chính ở đây là gì vậy anh? Chưa biết, nhìn thấy em như vậy là anh cũng thấy được rồi. Mỹ Mỹ phải không? Dạ, em tên là Mỹ Mỹ đó anh. Em là người Hoa hả? Em phải người Hoa. Ông bà em hồi xưa là người Hoa, đến tới em nó rụng hết lá hết cành hết rồi anh. Vậy người gì? Em là người Việt gốc Me. Hay thiệt. Con này nó ngồi ở đâu không biết, cho nên thấy này là thấy nó ở người Việt mà gốc ở trên trụ điện nè. Con này nó cũng đu về điện dữ lắm à. Thôi kệ nó đi, quan trọng là lựa chân dài, không quan trọng tính tình và mặt mũi, kệ. Anh xin tự giới thiệu em, anh tên là Đại. Anh Đại. Đại, Đại tức là bự đó. Đó, Đại. Anh Đại ơi, là... em hỏi anh nữa nè. Chuyện gì? Công việc chính ở đây là gì vậy anh? À thì cũng là công việc vậy thôi em. Nói chung là cụ thể ra sao thì anh chưa có biết. Nhưng mà trúng tuyển rồi thì ông chủ anh sẽ đích thân giao công việc cho em làm. Nhưng mà chắc chắn là công việc làm nó cũng xứng tầm với những người mẫu chân dài như em. Phải không anh? Đúng vậy, đúng vậy. Chứ đâu có ai mà đi chọn con chân dài mà đưa đi làm mấy cái chân cục cục đâu luôn, không có. Thôi được rồi, bây giờ em vô trong đi. Kiếm cái bộ nào mà nó có thể ngắn hơn và lộ ra được cặp chân dài của em. Em mặc vô, anh có để đồ sẵn trọng á. Cao sân xin, cao nỉ sân xin, vô nha. Con này mỗi lần nó mặc cái này đi mỏi dữ lắm mà ta. Nó lắc kiểu này mấy massage trúng mánh à. Nó lắc riết à, xương nó làm sao ta. Hay thiệt. Thôi được hai phát rồi. Tên gì? Mỹ Mỹ hả? Mỹ Mỹ. Ủa nhạc ở đâu em điều khiển hay vậy? Dạ em có mướn người đi theo đàn cho em á. Không nhận. Thời buổi này có nhiều cô gái chân dài nó đi thi không nó cũng chuẩn bị kỹ thiệt. Dạ cho nó hoành tráng. Thấy tướng em là anh thấy hoành tráng rồi. Dạ cảm ơn. Để à, con kia nó lắc có cái mông không, em lắc hết người luôn. Dạ. Hay thiệt. Em vô đây tuyển nhân viên phải không? Em, dạ. Em đọc cái bảng được chưa? Tuyển nhân viên có chân dài em đủ tiêu chuẩn. Đủ tiêu chuẩn không? Dạ. Xin lỗi em bao nhiêu? Anh nói anh nghe nè. Lúc đầu em tính là 15,
Nhưng mà sau đó cái ba má em nói vậy cao quá nên ba má em chặt bớt. Sao chặt được? Trời ơi, thì đó, lúc đầu em cũng sợ như anh vậy đó. Em nghe chặt xuống vậy, em nghĩ không có được đâu nhà ba em. Trời, cái gì em cũng làm được hết trơn á. Nghe xong hở, hơi bị rùng rợn nhưng mà cũng đơn giản lắm. Anh nghe nha, ổng lấy cái kéo thiệt là bự. Ổng ngồi, ổng cắt cái xẹt vậy nè. Sau đó từ 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 ổng rút ra. Rút ra, ổng đếm. Ổng đo, ổng đếm. Đủ hai cái gì, ổng chặt cái bát. Trời ơi, em khóc quá trời, em nói ba ơi, vậy là chết con rồi, ba làm vậy là người ta không có chấp nhận đâu. Ông nói được hết, ông làm tiếp, ông lấy đồ dán gì, ông dán lại, ông vuốt cái bạc cái nữa, thẳng tưng luôn, em không kể ra, anh không biết luôn đó. Thiệt nhìn không biết chặt chỗ nào luôn thì nha. Thì đó, ông giỏi lắm. Là bây giờ là còn 13 phải không? Dạ không, còn có 11 à. Trời ơi, hồi nãy từ 15 chặt xuống 13 mà, ông bị chặt hố hả? Không có, thì tại vì ba em á, ổng chịu 13. Nhưng mà má em á, ổng có chịu. Bà thấy vẫn còn cao, cái bà xén bớt 2 còn có 11 à. Anh thông cảm nha. Công nhận gia đình con này giả mang thiệt. Đâu có gì đâu anh, thì ba má cho mình vậy. Đó là tâm lý của ba má. Mà giờ ba má thấy cao, ba má không có chịu. Ba má đòi lại thì mình biết làm sao giờ. Thôi em đừng kể, em đừng kể nghe rùng rợn quá. Bây giờ còn 11, chắc chắn là 11 phải không? Thôi dạ, để 11. Anh đo coi đủ 11 không? Ủa anh làm gì vậy? Đo coi còn đủ 11 không? Anh đo gì chứ chân em? Thì đo coi thử còn 11 không? Là sao? 11 cái gì? Thì 11 cái chân. Trời ơi, 11 cái chân gì? Trời ơi, người ta đâu có nói về cái chân đâu. Chứ nói cái gì? Anh này kiểm tra gì ở đây? Trong này nè. Thôi. Sao? Thôi. Chê hả? Đừng làm tôi sợ. Mấy cái đó khỏi cần đo cũng biết. Nhưng mà thôi, không dám đo đâu. Anh hay quá, anh cũng biết nữa hả? Biết sao biết, kinh nghiệm. Thôi vậy anh chấp nhận nha. Thôi, để suy nghĩ chút đi. Cho anh suy nghĩ. Em quay mặt chỗ khác cho anh suy nghĩ đi. Anh nói vậy chứ anh dễ mắc cỡ lắm. Trời ơi, em đâu có làm gì đâu, anh mắc cỡ. Em hỏi thiệt tình mà anh. Để anh suy nghĩ đi. Con gái mà nó cho liền là sao? Cũng tại trời thôi. Trời cao có thấu, cuối sinh người ban phước trên đời con. Công nhận là trời sinh ra tôi là đẹp là không đẹp là chắc có duyên nên nó mới cho liền đó. Anh làm gì anh đứng anh nói anh cười mình vậy? À anh tâm sự riêng mình. À, tâm sự mình riêng một mình anh vậy đó. Vậy sao anh? Cái vụ 11, nhưng mà ở đây đo cái chân. Ủa nãy giờ em nói vậy mà sao anh cứ đòi đo chân em hoài vậy hả? Em đâu có nói gì cái vụ chân đâu, em nói vụ khác. Anh đã nói rồi, anh không thể nào đo cái đó được. Quan trọng là cái chân mà, cái vụ khác. Ủa, nói giờ anh nghĩ gì vậy? Nghĩ đến mà cảm thấy ái nái trong lòng. Ái nái hả? Ừ. Anh chê hả? Anh đâu chê, trời kêu ai nói dạ đâu có chê. Nhưng ông mà chê. Thích đo cái 11. Nè. Cái gì vậy? Thì em gửi anh á, 11 á. Là gì? Trời ơi, là phong bì nè. 11 tức là 1 triệu mốt á. Anh giúp em cho em cái đơn vô đi làm việc nha anh. Anh đừng chê nha. Nãy giờ nói là nói này hả? Dạ, chứ anh nghĩ gì vậy? Bà rảnh thiệt. Nãy giờ bà vô bà diễn tả tôi nghe rùng rợn. Tôi tưởng cái chân bà dài 1,5 m. Ông già sắn xuống còn 1,3 m. Trời đất ơi, chân em là chân người chứ đâu phải khúc cây khúc gỗ đâu. Muốn chặt muốn xén. Ý em đây 15 tức là 1,5 triệu. Mà ba em chê cao quá, ba em chặt xuống còn có 1,3 triệu. Rồi má em vẫn nói cao quá, má em chặt xuống còn có 1,1 triệu. Anh thông cảm nha. Nhận giúp em nha. Còn có 1,1 triệu thôi hả? Cuối cùng tôi mới thấy ba má cô mặc dù không chặt chân cô nhưng vẫn còn giả mang. Thay vì để bình thường tôi có 1,5 triệu à. Chặt xuống chi còn 1,1 triệu là sao? Ăn 400 nó cảm thấy có vui không? Về hỏi xem. Thôi được rồi. Nói chung là cái vấn đề anh nhận em là anh nhận. Dạ. Nhưng còn giao việc như thế nào, cái chuyện đó mình không có trong hợp đồng 1,1 triệu này nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi em vô trong kia. Chờ anh. Chờ anh, đứng đây đi. Alo. Yes sir. Yes. Yes. Ok.
Vô thay đồ. Ồ vậy vô hả? Vô thay đồ. Dạ cảm ơn anh. Vô thay đồ, đồ nào ngắn ngắn á nha. Ngắn ngắn hả? Dạ rồi, ok. Cái chân càng dài càng tốt. Chân dài. Biết rồi, chân dài quan trọng kiểm tra vườn hoa. Coi thử có hoa ở trên chân hay không. Em ơi em tên gì đến ghi vô hồ sơ? Dạ em tên Sherry. Sherry. Dạ. Sherry. 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 Ha ha. Rồi nói chung là xong. Sao công việc tuyển tới đâu rồi? Ông chủ yên tâm giao cho thằng Đại này là cái gì cũng xong đó. Mấy cổ đang thay đồ trong đó đó. Ừ. Thấy không? Trời ơi Đại ơi mày giỡn hả Đại? Giỡn vậy? Tao kêu mày cho bận đồ ngắn thôi. Sao mày cho cởi hết trơn vậy? Cởi đâu cởi trời. Cái kìa. Tôi xin lỗi ông chủ. Ông chủ đeo mắt kiếm rồi, ông chủ kèm nhèm rồi. À, em xin lỗi, đó là thằng con em mới có 3 tuổi, nó mới tắm xong nó quên thay đồ. Để em vô thay đồ đó rồi em ra liền. Trời đất ơi, thi cử mà đem con ở đây kỳ quá. Vô đi con. Trời ơi, mày lú ra đây rồi, người ta tưởng lầm đây này, thấy không? Chút xíu tao mất việc, tao quánh chết cha mày. Xong chưa? Sao, xong rồi, em nhốt nó vô rồi. Bắt đầu đi. Dạ, bắt đầu, đây có... ba người bây giờ cho thi ba người trước đi. Rồi cuộc thi tuyển những đôi chân dài của công ty chúng tôi xin phép được bắt đầu. Action. Ta hết đi rồi mà cứ mở nhạc miết. Dạ thôi để đó mấy cổ đứng tạo dáng mỏi các em xả suột tự nhiên đó. Nói chung là ông chủ thấy sao? Ông chủ thấy sao? Đẹp quá. Đẹp không? Ừ. Đó, được rồi bây giờ ông chủ cho cái luật lệ thi đi. Bây giờ các em phải trải qua 3 vòng thi. Vòng thi thứ nhất á là có cái trò chơi tên là khúc nhạc chân, có nghĩa là các em phải hát một cái bài hát trong vòng 7 bước chân. À ý nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Dạ, hiểu. Nói chung là sau 7 bước chân là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là phải hát cái bài đó. Dạ. Nhớ không? Nói chung là dưới quê mình kêu là khúc nhạc dò đó bà. Dạ. Bây giờ em giới thiệu tên. Rồi giới thiệu tên, đây là Mỹ. Đây là Sherry. Sherry. À Sherry. À kia là đẹp. Ờ đẹp. Dạ. Nhìn là thấy đẹp. Dạ. Bây giờ giải thích thêm nha. Thế mà ai thắng được nhiều bài hát nhất là người đó thắng. Đúng. Nói chung là vậy. Trong vòng 7 bước chân thôi nha. Rồi bây giờ nói chung là mang tính hơi bị thách đố. Thành thử tụi em phải vận động trí não của mình. Đó, không phải trí não từ trên đầu óc mà từ dưới đầu gối phải lấy lên, bị thi chân dài mà. Đó. Bây giờ câu hỏi đầu tiên rất căng thẳng, tăng 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 thẳng. Hãy hát một bài trong đó có bài nói về chân và thời tiết. Xin mời, Thạch Châu bắt đầu. Em xin đoán trong vòng 7 bước. Em xin đoán trong vòng 6 bước. Em đoán bài này trong vòng 4 bước. Được rồi, Sherry trước đi. Dạ. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, hát đi. Bước trong chiều mưa, đi về, bước chân lẹ lòi. Câu cuối cùng là câu chính xác. Em đã được 1 điểm cho Sherry. Hay lắm. Câu vừa. Số 2 bắt đầu. Hồi nãy nói vừa có chân vừa có mưa phải không? Đúng. Bước trong chiều mưa là nó cái chân nó đi mà mưa rớt đó. Hay, vừa có chân mà vừa có thời tiết luôn. Rồi. Phải không? Câu hỏi thứ 2, hãy hát một bài hát có liên quan tới chân và một phương tiện giao thông. Thách đố bắt đầu. Em đoán bài này trong vòng 5 bước. Em đoán trong vòng 4 bước. Em đoán trong vòng 2 bước. 2 bước thôi. Dỗi vậy hả? Mời em đoán. Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Không được. Nghe là không có chân cái giọng là không được rồi. Để cho em rủa con này. Không có chân đâu anh.
Các em im lặng để cho anh rủa con này coi. Chân dài thôi, đầu cần phải dài một chút. Óc của bà nó nằm của bà lớn vậy hả? Người ta đố là vừa có phương tiện giao thông vừa có chân, tự nhiên bà ra bà quất 3-4 cái vỏ xe bà chở bông phượng chi vậy? Trời ơi, đâu có chân. Em hỏi anh nè, em hỏi ông chủ này nha. Bây giờ ông chủ đạp xe bằng cái gì? Bằng chân. Lo lúng dồi lo bằng chân. Nghĩ sao lại? Nó đạp xe đạp bằng chân chứ không lẽ nó đạp bằng tay à, vậy hay có mưu mẹo. Yeah. Cái vấn đề quan trọng là em đã chính xác, em một nữa. Hay quá. Bây giờ câu thứ ba. Câu hỏi thứ ba được hỏi như sau: hãy hát một bài không có chữ chân mà nói thật là nhiều đôi chân. Thách đố bắt đầu. Em đoán bài này trong vòng 7 bước. Em đoán trong vòng 2 bước. Em đoán trong vòng 1 bước. Mời em đoán. Go go go, ale ale ale. Go go go, ale ale ale. Nó đã lê thì nó không còn chân rồi bà nội. Dạ, cho em hỏi ông chủ. Ông chủ không biết cái bài này là gì không ạ? Bài này là bài gì bài vậy đại? Bài đâu có chân gì đâu. Bài gì? Cho em hỏi ông chủ. Ông chủ đáp anh bằng gì? Bằng chân. Đúng rồi, bằng chân. Mà trong đội banh năm bước ông chủ biết bao nhiêu người đá không? Trời chết. Mà bài này nói về gì tự nhiên nó bằng chân. Dạ nói về chân đúng không anh? Bài này nó nội dung nó nói về cái gì? Go 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 là mình bước đi, mình đá suốt đó anh. Trời ơi đúng rồi. Bài này là bài khác về bóng đá. Ủa đúng rồi. Hay thiệt. Công nhận. Hay lắm. Công nhận em hay thiệt. Vậy mà nó cũng nghĩ ra luôn. Vậy là em được 1 điểm. Coi như là vòng thứ nhất là đều điểm. 3 điểm đều nhau, 3 điểm đều nhau. Bây giờ tới vòng thứ hai. Vòng thứ hai. Bây giờ là hãy nói về cái đôi chân với cuộc sống. Mấy em phải nói về công dụng và ý nghĩa của đôi chân trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bây giờ tôi sẽ ra câu hỏi. Đôi chân của con người có công dụng như thế nào? Xin mời ba em trả lời. Công dụng hả anh? Theo em thì dùng để đá banh, đàn bà thì lại để dành đi bơi, còn nhỏ thì để chạy chơi, người già thì để hảnh hơi rung đùi, tung tăng là những khi vui, lê dài trên phố bùi ngùi khi đau, khi yêu thì quấn quýt nhau, chừng nào thì lại chia nhau đôi đường, du lịch đi đó 4 phương. Hay quá. Thôi nhiều đó đủ rồi. Đi tới du lịch lại rồi. Công nhận ông chủ thấy hay không? Hay quá. Bây giờ sao đây? Làm sao cho điểm đây? Chắc phải cho đều nữa quá. Cho đều luôn hả? Ừ. 3 người 3 điểm. Thôi bây giờ vậy đi. Đặc biệt là bây giờ có một cái trò chơi này. Ba em thì ngang sức ngang tài. Bây giờ có cái trò chơi này, ông chủ trực tiếp chấm điểm các em luôn. Em nào trả lời chính xác thì sẽ được điểm nhiều. Trò chơi này chỉ có 1 câu hỏi thôi. Đã khảo sát qua 2 người, tôi và ông chủ sẽ có một câu trả lời điểm nhiều nhất, đó là 10 điểm. Các bạn có quyền phất cờ giành ưu tiên sau khi tôi đọc xong câu hỏi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Hay quá. Phải nhanh tay phất cờ chọn cho mình quyền trả lời ưu tiên trước nhé. Câu hỏi như sau: người ta sử dụng đôi chân để làm gì? Rèn. Hay quá, mời Mỹ Mỹ. Dạ, người ta thường sử dụng đôi chân để nhảy đâm. Hay lắm, khiêu vũ đem lại sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Nhưng đó chỉ là ý kiến của bạn. Bạn đã được bao nhiêu điểm đây? Đây mới là người quan trọng chấm điểm cho bạn. Ông chủ quyết định bao nhiêu điểm? 3 điểm. Ồ, thiệt là tiếc. Tôi cũng đồng ý với bạn là đôi chân có thể dùng để nhảy đầm, để chúng ta giải trí, nhảy nhót. Nhưng bây giờ ông chủ đã cho 3 điểm, đó không phải là số điểm cao nhất. Bây giờ xin mời người kế tiếp. Mời cô đẹp. Dạ, theo em đôi chân dùng để buôn bán. Đi buôn bán có lý lắm. Bán bún riêu á. Có lý lắm, nhưng bạn đã chắc chưa? Dạ chắc. Chắc là buôn bán không? Dạ chắc. Vậy thì thể hiện tâm huyết coi nào. Buôn bán. Ông chủ, xin mời ông chủ cho điểm. 7 điểm. Yeah. Yeah
rồi, một con dê thôi. Chúc mừng bạn đã có một con dê, nhưng con dê đó không phải là số điểm cao nhất của bạn đâu. Số điểm cao nhất đến 10 điểm cơ đấy bạn ạ. À. Nhưng đây cũng là số điểm cũng hơi bị cao rồi đấy. Bây giờ theo bạn Sherry, đôi chân để làm gì? Dạ. 5 4 Dạ theo em á. 3 2 Dạ dùng để bó thuốc. Ý em là? Dạ là để bó thuốc á, thì tại vì á, đôi chân của mình á, mình dùng trong mọi sinh hoạt hàng ngày, mình phải đi đây đi đó đúng không? Thì tất nhiên là sẽ có lúc mà mình bị trật nè, mình bị thương nè, thì lúc đó mình phải cần bó thuốc. Biết là người ta đốc thúc cái thời gian của mình, nhưng đâu có cần thiết là phải đem cái bó thuốc vô trong này. Bộ đôi chân nào cũng đem ra bó thuốc hả bạn? Em quýu quá à. Quýu quá là bà đai rồi. Giúp đi vô em đây. Đi. Giúp cái gì nữa? À, bây giờ bà có chặt xuống mà bà có đôn lên thêm 15 nữa, tôi cũng bó tay với bà luôn rồi. Tôi đi bó thuốc trước bà đây nè. Thôi, nói chung là ý kiến bó thuốc. Ông chủ, cho biết cái bản điểm của cái ý kiến bó thuốc này đi. Khó quá phải không? Ông chủ còn thấy khó trả lời mà. Sorry. 10 điểm. Ha? 10 điểm, 10 điểm. Yeah, yeah, yeah. Sao dữ vậy? Tại đây, tại đây, tại đây. Biết tại sao tôi cho điểm cao nhất không? Sao sao cho điểm cao dữ vậy? Tại vì công ty của chúng ta đó là bán thuốc gia truyền cao đơn hoàn tán. Cho nên đôi chân phải cần có những người bị như vậy bó thuốc tới đây mình mới bán thuốc. Bán thuốc nhiều mình mới có tiền chứ. Hay hay mà hên. Không hay, không hay mà quá hên. Hay không bằng hên nữa. Hay không hay mà quá hên. Vậy là cuối cùng ông chủ cho ai đậu nhất? Đây là Sherry đúng không? Sherry, yeah. Mời Sherry tách ra. Hai em đừng buồn. À, cái đây là mới bán thuốc cao đơn hoàn tán thôi. Chừng nào bán dầu thơm, thuốc xỉa hay lưỡi câu gì anh kêu tụi em đi. Được rồi, kể từ ngày mai nhận cô Sherry vô làm việc 5 triệu một tháng. Wow. 5 triệu đồng một tháng. Cảm ơn ông chủ. Ủa vậy mình phải làm gì vậy ông chủ? Nè. Dạ. Công chuyện của em rất là quan trọng. Dạ. Trong công ty của tôi đó, em phải là gìn giữ và bảo trì tất cả những học tủ đựng thuốc. Thôi chị là em làm gần như là phó giám đốc rồi. Ừ. Ông quản trị nguyên tiệm thuốc, em quản trị từng cái học thuốc, tức là em có giá trị. Dạ em quản trị từng cái học thuốc, vậy là công việc của em chính xác là làm cái gì? Rất là khó khăn. Khó lắm hả? Quét nhện và lau bụi. Ôi. Sao tự nhiên quét nhện lau bụi tìm chân dài làm chi ông? Trời đất ơi, không chân dài làm sao mà dối tới để mà là chăm sóc những cái học tủ. Ủa vậy còn cái điều kiện anh nói mà có điều kiện trau dồi ngoại ngữ gì là sao? Tại vì công ty tôi là toàn là những học tủ thuốc, toàn là tiếng Nho, tiếng Hán, đủ thứ tiếng. Đó là phải có trình độ ngoại ngữ, thấy không? Còn là công việc tầm cao là sao? Tầm cao, không ngước lên làm sao thấy học tủ. Ông chủ, vậy chứ ông ra điều kiện là gì ạ? Tiếp xúc với những người có tầm trong xã hội là sao vậy ông chủ? Bệnh đâu có chê ai. Đến bất cứ từng lớp nào trong xã hội, thấy không? Thì mình phải tiếp xúc với từng lớp đó thì phải có ý nghĩa xã hội là như vậy. Trời ơi. Ông chủ. Sao? Đơn giản ông tìm để vậy thôi hả? Ừ. Nãy giờ tôi tưởng ông tìm để đẻ con chứ bộ ông tìm để lau chùi tủ thuốc thôi hả? Ông rảnh thiệt. Sao tôi đó? Ở trong này tôi kiêm biết bao nhiêu chuyện. Cái chuyện lau tủ thuốc giao cho tôi luôn đi. Tìm mấy cái con chân dài này về làm gì? Công nhận mày bữa nay thông minh nha đại bác. Có vậy mà tao nghĩ không ra. Chắc là tao quá bận rộn với công việc hàng ngày. Thôi được rồi, kể từ ngày hôm nay tao sẽ thêm mày một nhiệm vụ mới nữa. Đó là làm sếp lau công luôn. Lau chọn tất cả những cái học thuốc. Không, em điều khiển cho cô này lau thôi chứ. Không, như vậy rất là tốn kém. Trời ơi mày ơi, 5 triệu sao lần. Vậy sao vậy? Tao trả mày 2 triệu thôi, tao cũng lời 3 triệu. Vậy là sao vậy? Không thêm mấy người này hả? Khỏi, tốn kém lắm. Mời tao về đi, nghe không? Mày làm được rồi. Các em, anh xin lỗi các em. Các em hãy bước đến đây cùng anh để cảm ơn cái thời gian rảnh rỗi mà ông chủ lôi đầu anh em tụi mình ra đây để xử hành giống vậy. Rồi cuối cùng không có ai được việc gì. Bây giờ câu hỏi cuối cùng anh hỏi mấy em,
cái đôi chân dài ngoài những cái việc mà các em đã trả lời còn tác dụng gì nữa? Đẹp ống một.